mừng quý vị và các bạn đã đến với Let's Style nhà phòng phong cách. Đã là phụ nữ thì các bạn sẽ sợ nhất điều gì? Đối với Quỳnh thì điều mà Huyền Quỳnh sợ nhất đó chính là thời gian. Mà chắc hẳn thì chị em phụ nữ chúng ta thì ai cũng sợ thời gian cả. Khi chúng ta chạm ngõ tuổi 30 thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Đó chính là nếp nhăn, là lão hóa, là thay đổi nội tiết tố. Và khi đó thì chúng ta rất cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dành phần lớn thời lượng của chương trình để nói về chủ đề này. Nhưng trước tiên thì hãy đến với Let's Face, những gương mặt thời trang và phong cách sống. Xin chào tất cả các bạn, mình là Bùi Khánh Hà. Hiện tại thì mình đang làm người mẫu freelancer. Mình nghĩ là mình cũng rất là may mắn khi được tiếp xúc với thời trang từ ngày còn bé. Khi mà mình học cấp 1, cấp 2 thì mình đã rất là thích may quần áo cho búp bê Barbie. Nên là cái phong cách thời trang của mình bắt đầu hình thành, mình nghĩ là từ khi mình còn học cấp 1, cấp 2. Lên năm nhất, năm 2 thì mình bắt đầu được mời đi chụp hình. Thì mình được tiếp xúc với các anh chị stylist, tiếp xúc với những bộ lookbook rất là khác nhau. Và lúc đấy thì mình bắt đầu mới trau dồi thêm được cái vốn kiến thức về thời trang cũng như là cái mắt thẩm mỹ. Thì lúc đấy mình bắt đầu mới định hình được cái phong cách thời trang của mình. Mình nghĩ là mình mất khoảng 4 năm để xây dựng cho mình một phong cách thời trang như hiện tại. Tùy thuộc vào các hoàn cảnh khác nhau thì mình cũng lựa chọn cho mình các phong cách ăn mặc khác nhau. Khi mà mình đi chơi thì mình sẽ lựa chọn những set ăn mặc cá tính hơn, như là quần jean, áo phông, mũ cáp hoặc là giày sneaker thì rất là khỏe khoắn. Còn khi mà mình đi dự sự kiện thì mình sẽ lựa chọn cho mình những bộ cánh rất là lộng lẫy và lấp lánh, thì sẽ thể hiện được là mình rất là tôn trọng cái sự kiện mà mình đi. Khoác lên mình một bộ trang phục thì mình cũng có quan tâm đến thương hiệu thời trang. Cũng tùy vào hoàn cảnh, giả sử như là mình đi chơi bạn bè thì mình không nghĩ là cái việc mà quan tâm đến nhãn hiệu thời trang là quá quan trọng. Nhưng mà khi mà mình đi dự sự kiện thì những cái vấn đề như kiểu là mọi người nhìn vào mình và nhìn vào bộ trang phục của mình thì cái vấn đề mà quan tâm đến hãng thời trang thì rất là cần thiết. Người mẫu ảnh thực chất là có vai trò cực kỳ quan trọng và vai trò đầu tiên và thiết yếu đối với mình để định hình nên phong cách thời trang của mình bây giờ. Bởi vì mình đi chụp ảnh thì tiếp xúc được với rất nhiều anh chị stylist, tiếp xúc được với rất nhiều bộ quần áo, bộ lookbook khác nhau, và dần dần mình đã hình thành nên cá tính và phong cách thời trang của mình bây giờ. Để nói ngắn gọn về phong cách thời trang của mình thì mình có thể nói là đơn giản, khỏe khoắn và năng động. Bạn nào đang trên con đường xây dựng phong cách thời trang của mình thì các bạn hãy nên cố gắng là trau dồi kiến thức về phong cách thời trang qua việc học hỏi, và các bạn luôn luôn là cố gắng thể hiện sao cho đúng với bản thân mình nhất, không phải copy từ bất kỳ ai. Đồng thời là các bạn hãy thể hiện phong cách thời trang của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh mà các bạn đi đến. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về phong cách thời trang, và mình mong những chia sẻ đấy sẽ giúp ích được cho các bạn rất nhiều trong quá trình hình thành nên phong cách thời trang của mình. Xin chào và hẹn gặp lại! Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style nào của phong cách.
Chế độ dinh dưỡng dành cho phụ nữ sau tuổi 30 làm sao để có thể xinh đẹp rạng rỡ, đó chính là chủ đề của ngày hôm nay. Và Huyền Quỳnh sẽ không làm mất thời gian nhiều nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề với hai vị khách mời của chúng tôi. Và ngay bây giờ thì Huyền Quỳnh xin giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh, bệnh đến từ bệnh viện Bạch Mai ạ. Chào Huyền Quỳnh. Và ca sĩ Hiền Anh, giải nhì sao Mai Thính Phòng 2007. Xin chào quý vị khán thính giả đang xem chương trình Let's Style Nào Cùng Phong Cách. Đầu tiên là chắc là phải hỏi chị Hiền Anh, đó là khi mà cái cảm giác của chị khi mà mình chạm ngõ tuổi 30 là như thế nào ạ? Thật sự đó là một cái điều mình dùng từ là giật mình ấy. Quay đi quay lại thì cũng đã là 33 tuổi rồi. Và mình nghĩ rằng là mình luôn luôn là hoan hỉ thôi, và luôn luôn là điều gì đến thì mình vẫn đến và mình phải chấp nhận với thời gian, nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta cảm thấy buồn hay một cái gì đấy, và chúng ta hãy làm chúng ta đẹp ở mỗi độ tuổi khác nhau. Đấy là cái quan điểm của Hiền Anh. Lúc đó thì mình sẽ phải đối phó với việc là lão hóa này, nếp nhăn này, rồi thay đổi nội tiết tố, thì chị đã làm những cái gì để chị chống lại những điều đó? Thứ nhất là mình về cái chế độ dinh dưỡng của mình. Thứ hai nữa là về cái chế độ về chăm sóc da. Và cái da của Hiền Anh ấy nó rất là mỏng, nó dễ bị kích ứng. Cho nên hầu như là đôi khi là dùng những sản phẩm mà chỉ cần là không hợp thôi, chứ mình không dám nói là cái sản phẩm đấy không tốt. Mặt mình có thể là nổi mụn lên rất là nhiều, và cái điều đấy rất là cấm kỵ trong cái sự nghiệp của mình. Đơn thuần là hầu như là mình chăm sóc theo cái kỹ năng bản thân của mình, đó là luôn luôn là tẩy trang thật sạch trước khi đi ngủ, và tối đến là thật sự là mình chỉ xịt một cái nước hoa hồng thôi. Kèm theo nữa là mình cũng lên một số những cái trang web, mình tìm hiểu về thông tin xem là phụ nữ ngoài 30 tuổi họ cần cái gì. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cái chế độ là ăn, ngủ, nghỉ và làm việc làm sao cho nó hợp lý. Em không biết là bây giờ nếu mà muốn dành một cái chế độ ăn dành cho mình để làm sao có thể là thôi bây giờ thì chưa đến tuổi lão hóa, nhưng mà mình sẽ chống nó trước. Và mỗi một người thì sẽ có một cái chế độ khác nhau, vậy thì chúng ta sẽ phải phân chia như thế nào ạ? Về y học thì chúng ta thấy là ngoài tuổi 30 thì cái hệ trục não, tuyến yên, buồng trứng, cái hệ trục này có sự biến đổi. Nó làm cho nội tiết tố của phụ nữ bắt đầu giảm đi. Chúng ta bổ sung protein, đó là đạm. Thì chúng ta thấy là protein không chỉ cung cấp về năng lượng mà còn giúp cho hệ trục não, tuyến yên, buồng trứng hoạt động tốt hơn. Chúng ta thấy là chúng ta cung cấp đủ protein sẽ giúp cho tuyến yên sản sinh ra các hormone sinh dục, đó là estrogen, progesterone. Như thế thì sẽ kích thích buồng trứng, rụng trứng và chu kỳ kinh nguyệt sẽ đều. Thì như thế chúng ta thấy là phụ nữ khi mà nội tiết tố ổn định thì chúng ta sẽ có một làn da đẹp hơn. Thế còn chúng ta cung cấp lipid, tức là chất béo, chúng ta lựa chọn các cái lipid tốt cho cơ thể, mà nó còn giúp cho cung cấp các cái thành phần ở trong lipid, đó là axit béo không no. Không no như thế thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta chống viêm. Chống viêm tức là gì? Khi thay đổi thời tiết, chúng ta đi ra ngoài môi trường thì chúng ta sẽ không bị nhiễm virus hay vi khuẩn. Như thế nó sẽ nâng sức đề kháng của chúng ta lên. Gọi là thêm kháng đấy, thể phải không ạ? Tạo kháng thể. Chị Hiền Anh, cái chế độ ăn uống của chị sau tuổi 30 như thế nào? Mình thì thật ra cơ thể của mình có một cái điều nó rất là, mình dùng từ là vi diệu ấy, tức là rất là nhanh béo. Không, đấy không phải là vi diệu mà em cảm thấy đây chính là một vấn đề chung của rất nhiều chị đấy, em phụ nữ. Sau tuổi 30 ấy, tức là mình cảm giác như có thể là cả ngày mình nhịn ăn, rồi như mình ăn một chút xíu thôi nó cũng hấp thụ vào cơ thể của mình. Tức là mình bắt đầu mình có nhờ sự tư vấn của nữ ca sĩ Khánh Linh. Thế là mà chị cũng là cùng đoàn với Hiền Anh, thế là hai chị em mới rủ nhau là đi tập. Nếu như là mình luyện tập và mình ăn theo đúng cái menu mà thầy giáo đặt ra đấy, và mình đã làm theo được như vậy, nhưng xong rồi cuối cùng là gì, cái công việc của mình, tại vì ăn cái đấy phải ăn đúng giờ thì mình không làm được điều đấy, và mình lại phải lên một lần nữa, lên trên Google mình xem là những cái thực phẩm tự nhiên nào có thể giúp mình ngăn ngừa cái sự hấp thụ thức ăn đấy mà mình vẫn làm việc tốt và mình không bị oải. Thì là mình nhìn thấy đó là quả dừa. Đấy là một cái bí quyết rất là hay. Và sau một tháng mình làm đấy thì mình, đấy là một cái điều tuyệt diệu, đó là mình không thể nào tập thể dục, cũng như mình không thể nào ăn theo cái chế độ ăn đấy thì mình cũng không hề tăng cân. Và cảm thấy là cái dừa nó làm cho da mình đẹp hơn. Cảm giác một ngày làm việc dù không có cái gì vào bụng lúc đấy, mình vẫn cảm thấy thoải mái. Và khoảng tầm đến đúng 11 giờ là được ăn, mình ăn rau trước, sau đó mình mới ăn cơm. Sau đó mình mới đến ăn thịt. Và một bữa của mình còn khoảng tầm là trên nửa chén cơm. Và cứ như thế mình duy trì cho đến từ bây giờ. Khi các bạn
chạm ngõ tuổi 30 hay là dù trước hay là dù sau cũng vậy, chúng ta luôn luôn phải dành cho mình một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta không bị béo phì, tốt cho cơ thể và luôn luôn có thể xinh đẹp ở mọi nơi mọi lúc. Thì thường buổi tối về hiện nay thường hay xào một ít chiếc ít rau. Rau này rất là ít mỡ. Vâng ạ. Và hiện nay sẽ ăn theo chế độ là gì? Ăn nhiều rau trước. Ăn nhiều rau trước này thì sẽ làm cho các bạn cảm giác bạn no và sẽ giảm bớt cái lượng coi như là mình thèm ăn cơm đi. Lựa chọn thực phẩm có thể là một chút ít bò xào, có thể là một chút ít một quả trứng ốp vào buổi tối. Và sau đó một tiệc đấy là một chút ít canh. Canh thì hiện nay có thể hiện nay ninh với một chút ít sườn thăm và lấy nước trong của canh. Canh có thể thay đổi theo ngày, có thể là canh ngao chua hay là canh dưa theo cái khẩu vị ăn của mình. Và từ trước đến giờ thì anh vẫn chăm sóc da theo một cách rất là đơn giản và gọn nhẹ, không quá cầu kỳ. Trên tay hiện nay là dùng sản phẩm nước tẩy trang rất là đơn giản. Trước khi đi ngủ thì anh thường hay xịt nước tẩy trang hồng vào nước tẩy trang để làm sạch hết tất cả gọi là bụi bám ở trên da mặt. Sau khi rửa mặt xong thì anh có làm thêm một bước nữa, đó là chính là nước hoa hồng. Quỳnh có thấy được là rau quả, rau xanh á thì rất là tốt và ngăn ngừa lão hóa, có vậy không bác sĩ? Trong thực phẩm chúng ta nên sử dụng thực phẩm tươi, vì trong thực phẩm tươi nó chứa đầy đủ các cái chất dinh dưỡng đấy. Thế và chúng ta không nên thiên vào một cái gì cả. Khi ăn mà chất xơ đủ thì nó cũng thải độc ra, thì nó cũng làm cho cái khuôn mặt tươi. Thế nhưng không vì thế mà chúng ta ăn nhiều rau. Thế còn đối với quả, chúng ta thấy là quả cũng tốt, có chứa các cái vitamin giúp cho chống oxy hóa, sẽ làm chậm lão hóa. Nhưng ở trong đó thì nó lại có chứa đường. Thế và chúng ta thấy là đường ở trong các cái loại quả hấp thu nhanh vào trong máu, và chúng ta ăn nhiều thì vô tình nó sẽ làm cho cái lượng glucid nó tăng lên. Thì đến ruột non đã hấp thu đến trên 90% vào trong máu để tạo năng lượng đi nuôi cơ thể. Tức là điều đó có nghĩa là gì? Hấp thu nhanh vào trong máu. Và nếu như thừa thì chúng ta thấy nó tích dưới dạng mỡ. Cho nên là chúng ta phải thực hiện chế độ ăn là phải cân bằng và đa dạng thực phẩm, nhưng được tính toán một cách chi tiết và cụ thể. Bây giờ còn một cái câu hỏi mà rất là nhiều người phụ nữ đang thắc mắc, đó chính là họ đang sử dụng rất nhiều thuốc giảm cân và họ có cảm thấy được là sau khi uống xong thì có giảm cân thật, nhưng hầu như là chỉ là mất nước trong cơ thể, thật sự là không giảm được mỡ. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như nào nếu mà với một người muốn giảm cân ạ? Cái phương pháp dùng thuốc giảm cân đã có trên thế giới từ những năm 1950-1960. Thì 10 năm sử dụng trên thực tế, trên lâm sàng, thì người ta thấy là đã có xuất hiện những các cái tác dụng phụ. Đó là gì? Tác dụng phụ là gây nghiện, và cũng có hoang tưởng, rồi trầm cảm nữa. Nó rất là nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tim mạch và làm cho bệnh nhân tử vong, đột quỵ. Thì đấy là những cái tác dụng phụ. Đấy là cái sản phẩm đánh ngay vào hệ thần kinh trung ương. Thế còn một nhóm đánh vào hệ tiêu hóa, những người họ sử dụng cái thuốc đó thì nó sẽ làm cho ngăn sự hấp thu, thì như thế nó sẽ bị rối loạn. Ví dụ như là rối nó thiếu vitamin K sẽ làm rối loạn đông máu. Thế và chúng ta thấy là nếu như ngăn ngừa hấp thu canxi thì sẽ làm cho cái người đó họ sẽ bị loãng xương. Là vô tình là chúng ta thấy là gì, các cái biện pháp đó nó sẽ làm cho chúng ta lão hóa nhanh hơn. Thật sự ra là hôm nay thì là rất là cảm ơn chương trình đã đưa em đến là gặp được bác sĩ. Thì em hỏi bác sĩ là cái điều mà kể cả sau sinh rồi, tự nhiên có một số bạn nó vẫn thành thói quen là cứ thế thức khuya rồi làm việc thâu đêm, thì vậy cái vấn đề đấy nó có ảnh hưởng đến cái sự lão hóa da nhanh hơn hay không? Theo Bộ Y tế khuyến cáo là phải cho con bú đến 24 tháng, có đúng không ạ? Sau này khi mà chúng ta cai sữa em bé rồi, chúng ta là phải lập lại cái chu kỳ sinh học. Chúng ta cứ mất ngủ triền miên, chúng ta sẽ tạo một cái căng thẳng như thế ở trên não. Nó làm cho chúng ta sẽ bị ức chế, và khi ức chế nó sẽ làm cho mất ngủ bệnh lý, từ sinh lý trở thành bệnh lý. Chúng ta cũng có thể sử dụng các cái thực phẩm
cũng giúp cho ngủ ngon hơn. Chúng ta vừa tạo cái thói quen nhưng chúng ta lựa chọn những cái thực phẩm, ví dụ như chúng ta lựa chọn các cái nhóm chứa tryptophan, thì trong ví dụ như trong thịt gà thì chúng ta sử dụng ức gà thì chúng ta cũng ngủ cũng an thần, hoặc chúng ta sử dụng hạt sen thì đấy là những cái thành phần mà nó giúp cho chúng ta ngủ cho tốt hơn, ngủ ngon giấc hơn. Bây giờ làm thế nào để vẫn đáp ứng được công việc, đôi khi là mình không thể nào chuẩn và chỉnh được cái thời gian đấy mà mình vẫn được có sức khỏe tốt và làm da đẹp, thì theo bác sĩ là bác sĩ tư vấn luôn cho em là nên uống thuốc gì hay là ăn những cái gì để cho nó bổ trợ được nhiều hơn. Nếu như về công việc mà chúng ta phải thức đêm thì hôm sau chúng ta cũng phải dành thời gian để chúng ta nghỉ ngơi. Những cái đồ kích thích là chúng ta cũng không có dùng đấy, chúng ta phải chú ý dùng thì cũng số lượng cho phép mà thôi. Đấy, ví dụ như bia thì chỉ dùng độ khoảng 300ml thôi, thế còn rượu thì khoảng 50ml thôi. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải chú ý. Thế còn trong cái thực phẩm thì chúng ta phải ăn đa dạng thực phẩm, mà chúng ta nên ăn đồ tươi thì như thế sẽ tốt hơn nhiều. Và chúng ta phải uống nước. Trong cái nho thai kỳ đó là có chứa protein rồi các cái khoáng chất. Thế thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta cũng phải được tính toán cụ thể. Còn collagen cũng thế. Collagen thì có rất là nhiều collagen, có khoảng trên 16 cái loại collagen mà các cái nhà khoa học người ta đã tìm thấy. Thế thì chúng ta thấy không phải là tất cả các loại collagen là gì ạ? Là đều thích hợp với cơ thể. Khi chúng ta ăn đa dạng thực phẩm thì ở trong đó nó cũng đã có rồi. Ví dụ như collagen thì chứa nhiều ở trong, ví dụ như là chúng ta ăn chân giò hoặc là tai lợn ấy, hay là các cái loại thực phẩm rau có màu xanh đậm thì ở trong đấy nó cũng có collagen. Và số lượng là bao nhiêu thì phải được tính toán. Chứ còn khi mà chúng ta sử dụng các cái viên collagen thì chúng ta phải đọc hàm lượng, chúng ta phải chú ý hàm lượng ở trong đó là bao nhiêu, và đối với tuổi của chúng ta, cơ thể của chúng ta là cung cấp bao nhiêu một ngày, thì cái điều đó các phụ nữ chúng ta cần phải chú ý cái điều này. Bây giờ thì khán giả của chúng ta rất là muốn nghe lời khuyên từ một bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng và ca sĩ Hiền Anh nữa, thì hai người có thể cho những lời khuyên được không ạ? Lời khuyên dành cho phụ nữ, đặc biệt là những người độ tuổi từ 30 trở đi, thì chúng ta cần phải chú ý là chúng ta phải thực hiện chế độ dinh dưỡng đúng và đủ. Chúng ta sử dụng chế độ dinh dưỡng đúng này, rồi chúng ta thực hiện, chúng ta uống nước đầy đủ thì giúp cho cơ thể của chúng ta sẽ duy trì được cân nặng lý tưởng. Như thế sẽ làm cho cơ thể của chúng ta được cân đối, chúng ta mặc đồ sẽ đẹp hơn. Và đặc biệt là các cái tế bào trong cơ thể của chúng ta sẽ chậm lão hóa hơn, giúp cho cơ thể của chúng ta sẽ trẻ lâu hơn. Còn đối với Hiền Anh thì Hiền Anh vẫn quan trọng nhất đó là cái đời sống tinh thần. Có đời sống tinh thần tốt, lạc quan yêu đời thì chúng ta sẽ có được, nó sẽ thể hiện ra chính cái làn da của chúng ta. Và điều quan trọng nữa vẫn là đó là có sức khỏe mới là có tất cả. Phải luyện tập thể thao chứ, Hiền Anh không hề khuyên tất cả quý vị khán giả là phải dùng thuốc giảm cân hay làm cái gì để cho cái da của mình nó thì xấu đi, và mình nên uống nước nhiều. Thì vậy thì chúc cho các chị em của chúng ta sẽ luôn luôn trẻ đẹp và khỏe theo mỗi độ tuổi khác nhau. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thanh và cảm ơn ca sĩ Hiền Anh. Quý vị và các bạn thân mến, thực ra những lời khuyên vừa rồi đã thay cho lời kết của Huyền Quỳnh rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Nào cùng dịch chuyển. Xu hướng nối mi mặc dù mới phổ biến vài năm trở lại đây nhưng đã trở thành cơn sốt, làm tăng vẻ đẹp cho đôi mắt thêm long lanh quyến rũ. Hãy cùng Let's Go nào cùng dịch chuyển khám phá xu hướng nối mi hiện nay quý vị nhé.
Ngày nay, dịch vụ nối mi vô cùng đa dạng và có nhiều lựa chọn cho khách hàng. Nối mi tự nhiên, nối mi dày, đậm, cuốn hút, nối mi theo dáng mắt của bạn. Các chị em được thỏa sức chọn lựa những thứ phù hợp nhất với mình. Bên mình sử dụng phương pháp nối mi từng sợi hay còn gọi là phương pháp nối mi classic. Thì cái phương pháp này chúng ta sẽ dùng từng sợi mi giả gắn trên từng sợi mi thật. Phương pháp này đem lại một cái ánh nhìn rất là tự nhiên và đem lại một cái hàng mi rất là cuốn hút, nhưng lại có một cái đem lại một cái cảm giác rất là dễ chịu. Bất kỳ cô gái nào cũng thích được người khác khen mình xinh đẹp, đặc biệt là lúc không trang điểm. Vì vậy, việc sở hữu một hàng mi dài, dày nhưng vẫn tự nhiên là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Hiện nay xu hướng nối mi đẹp, tự nhiên đang dẫn đầu. Mình cảm thấy là cái từng sợi mi ở trên lông mi mình nó không hề nặng, không hề cộm gì cả. Rất là tự nhiên, rất là nhẹ. Và khi mình soi gương mình còn thấy là mắt mình đã to ra rất là nhiều phần và chắc chắn là thế này đã hơn việc gắn mi giả. Mọi thông điệp của bạn đều thể hiện qua ánh mắt của mình. Vì thế, khi bạn có một đôi hàng mi thu hút, bạn sẽ chiếm được cảm tình của người đối diện. Hãy thử trải nghiệm một lần nối mi để cảm nhận vẻ đẹp khác biệt của đôi mắt các bạn nhé!